luôn lo gặp ni cái bị bang mệt vai yang tu bon sang khắp yang nít nè có cái ngọn đồi hàng lấy pian có nụ cana cả đằng sắn Việt Nam nhiều nhá cả nắm nuôi bon sang lu mình ta hàng lấy sốt lấy pian rồi nó nè thao lẽ lấy pian mình còn nào mệt vả cả tao lấy này đã ô hiếm bả tao lấy pian để nhiều lẽ để đã nã bon sang và cái trứng hẹp nhưng nhá cái nhiều nhờ yap lẽ một hẹp yuan như lẽ hiếm bả trong người đi hành công vụ thế bây giờ Duan nó bu đưa ra như sau chim bạ có thể như lệ cắt chức lê đơn xin lỗi kiểu này bu nạp lại là sau chim bạ nhu mạ cứ tập năng nhập gì hai con đường nó như chọn con nào buồn sang ta một mặt lịch nó nói tôi tầm pre tầm tích cái nào mà hay nè video clip đang một tung lên bằng mạng xã hội. Công hên. Xe công ty nó làm vậy à? Đây không phải văn bản. Phải có văn bản đàng hoàng. Giao đường của dân, văn bản ở đâu? Ở bên đây là mình à? Biết lo ạ. Cãi nhau chứ. Xong cái bà con đi làm bên công ty nó dọa con sao nó xấu thế? Kiêng. Đi như kiêng là. Rồi như thế thằng ta. Rồi. Gấp có dân ngu mà không đi đi chơi. Dân là vì dân tay chó mà. Đừng nói dân ngu, không phải là tay chó hoặc là tay kia đâu. Dân tay chó mà bây giờ con thái hay quá à. Không phải là tay này. Tất lỡ hôm nay tham nè. Dân khổ đau ra đây, đánh đập người dân. Đánh người đấy, thuê người á.
Đánh đập người cho đấy, người đấy. Em chưa hiểu vấn đề là mình không phải là ngăn trong cấm chợ hay là rào hết công dân đi làm cái gì cả, mà đây là em quản lý cái rừng đấy, lại còn lại đấy. Đau cố. Em nói anh ấy rồi, anh nói như thế này nha. Chứ ở trong đây còn cái anh làm như thế này á, bây giờ hiện tại bây giờ thì cho vô. Mấy anh nhà ta người dân vô nữa. Không, dân công ty không anh kìa. Chắc bên chính quyền địa phương là ra xác định là chỗ nào của công ty, chỗ nào không phải của công ty, sau đó là đối thoại với bà con. Khi nào có văn bản xã ký giấy cho một anh giáo đường thì một anh mới được nha. Người ta xác nhận thì để đường. Cuốn tôm là cuốn chạy. Cái tai tao nó yêu vịt phi. Vịt tôm phi nằm vịt đó là bà nhìn nhạc tai bình bình bực sao. Bình bực đây nè, nó tập tết đây nè. Quay xuống đây luôn đây kìa. Quay xuống đây quay lại xuống cho đây rồi. Đi về đây á. Đi về đây á. Đi về đây á. Đi về đây á. Này bây ốc cái nè. Xoang nè. Chắc. Chắc lần. Vừa rồi đó. Vừa rồi hình cơ cần. Thế nào, giúp rỗi hơn à? Thảo là nhân biết à? Mà là em làm em rằng biết chưa làm, biết chưa làm, biết chưa. Mai mình chết tiếp. Không thấy được ngày nay mai thôi. Thôi thế là con cho về đi. Ý là nó nói tao được mai không phải đọc là nó sẽ biết tay nó. Thôi nha. Thôi. Về đi không có bận tâm biết. Không nghèo đâu, sợ chứ mày. Về đi cho nó ấy. Người nghèo mới sợ người giàu. Thế là giàu ta sợ gì mới thằng nghèo. Nói vậy á. Có đáng. Mấy thằng giàu á nó nói nằng ngang ngược lắm á. Nó không ngay ngu. Dần ngu đấy, mấy nghe đó. Đây cũng quay hết ở nhà anh em. Đây ngu ngu này, đây làm nông á. Chưa rồi mà không
Liên á, Liên mình cũng ăn hai bên này cả, xe cái này, đấy, tay này, tay này, tay này, tay này, tay Liên á. Em nói nhẹ nhàng này. Đường nó không được đào, nếu anh đào á, anh đào ngay cái cổng đi vào nhá. Anh muốn đào á? Bên công ty là không đào. Cái này ai đào? Đây là không phải là đào, mà đây là để mình cổng đúng không? Quản lý cái gỗ. Cổng phải đào. Mày muốn dân vào đây thì cổng phải mày đi ra đi vô bình thường. Không có. Dân mày không cho phép. Đào là người ta lấy điều của con nào. Đây là vấn đề đi vào ra bình thường. Đi vào. Cái này đi bình thường đi vào đấy. Công ty kia có cho đi dân vào không? Thì như thế nào? Cái này là sẽ đào đấy. Đi này này. Cái này là không bán nào à? Ông là ông hứa nhìn ra. Nhưng sự là cái đâu thôi ạ. Tôi nhắn chạy đi về, mưa anh em bảo con đi về thôi. Mưa gió thì đi về đây. Biết bao nhiêu người dân đang chờ xe cày được, chưa cày được miếng vậy. Giờ tháng này để im như vậy nha. Anh phải hiểu cho người dân. Anh có tiền anh ăn cơm. Không phải là cái gì? Chúng tôi ăn cháo đúng không? Cống không phải cống à? Anh muốn làm cống, tôi làm cái đường đó. Đây là đường anh mở đấy. Mở năm rồi. Công ty của anh mở đấy, mở cái đường mới đấy. Vậy tôi làm đi. Cái đường này, cái đường anh đang và anh đào từ lâu rồi. Như này thì em đào gì anh? Em đi làm về mà đó làm về à? Đi công ty về nhà nước. Chứ bây giờ thì bọn em thì nhà nước. Nhà nước em chạy ra thôi. Nước là ơi nhà nước, nhà nước. Thế đâu? Người ta đâu? Nước đâu? Nước không phải người dân. Dân mới có nhà nước nha. Ông ơi, quá của dân đó ông Thành ấy. Ông ơi, từ quân đội ra bao nhiêu từ đảng, sao ông không biết được người dân? Không bây giờ lấy đất của người dân. Không có, không có về. Khi nào anh cưỡng? Khi nào ngành xã, huyện tỉnh, bố đây làm việc, bố đây mới về. Kêu Sài Gòn làm việc. Kêu đây ai giao đất cho công ty? Rồi bọn em sẽ về, còn không thì bọn em không về. Mô vịt tao thì ta. Thương tao vịt, tao vịt. Như em nói thắng không phải là sai luật nhé. Không phải là chỉ cái này. Có của Trung ương ký tên thu hồi này đất chúng tôi xử giảm. Của công ty của anh, công ty của anh mới đây mà. Anh là 9 à? Còn ai nhá? Tháng 4 hay là 10 này là trước anh nữa, bản trước công ty nhá. Em biết mà một vài hộ trong khu mình là trước công ty. Cái đấy để cho chính quyền địa phương. Em đâu dám ăn xuống. Ê, nước nhà nước đó. Em á, là em không thích cái hàng rào này. Bọn em sẽ dỡ. Bọn em dỡ, dỡ cho bọn em. Anh nhá. Nhà nước đó nó là thu hồi đất. Công ty sẽ dỡ. Nhà nước còn thu hồi đất của người dân là người dân nó. Công ty á, đất của công ty chỗ nào là công ty đào chỗ đấy, không được đào cái hàng được. Cấp đất khác rồi nó cách bù cho người dân, đó là sự thật. Đó là nhà nước. Nếu nhà nước không là thu hồi đất của người dân, người dân. Hỏi là hỏi đi. Công ty hồi xưa là công ty vào trước hay là dân vào trước? Cứ gặp thấy chỗ nào anh muốn hỏi, em muốn hỏi anh nhé. Công ty với dân là ai vào trước? Rồi. Lâm Trường à? Đó, quản lý rồi. Lâm Trường đấy ra về công ty rừng xanh mà thành lập là 2009. Đây này Lâm Trường này. Đó, đây này. Đất của Lâm Trường này. Cày đâu? Đó. Không phải đất của người dân đâu nha. Đó, Lâm Trường này cày đâu? Cày cối đâu? Còn đâu? Còn rừng không? Không còn đâu, hết rồi, bây giờ hết rồi đấy. Hết rồi. Giờ đóng cửa rồi mà, hết rừng rồi mà. Hết. Tất cũng hết, cây cũng hết. Đang làm rừng mười mấy năm nè. Hết rừng rồi mà. Để tạm tất cả. Hồi đó còn rừng còn anh, sao bọn anh cũng dám đi. Nào luôn cái đó, đường đó. Không phải là rừng phát rồi. Đây là công ty phát rồi. Không phải
cao su, cao su, cao su, cao su, tôi làm được không? Hai mẫu, ba mẫu thôi, còn công ty không ủi hết bao nhiêu hecta, không phải là khoán à? Còn em thì sao? Người dân bọn em á? Tụi em, chúng tôi không lấy khoán. Người dân bọn em đi ăn cái gì? Buổi sáng này, bố ơi, 5.000 con đi học, tiền nông phí, tiền quần áo, dây dép, chúng tôi lấy đâu ra? Nhà nước có hỗ trợ được không? Công ty có hỗ trợ được chúng tôi không? Làm thuê thì làm thuê đúng công tác. Làm thuê phải đúng, phải đúng làm thuê. Bọn em cũng vậy á. Lẽ ra mà làm như vậy à? Vậy ông nào bán đất này? Làm á. Xác định nó ông nào bán đất này này? Ông nói là bên tỉnh Đắk Lắk ai ký ông nào bán gọi ông nó xuống để quyết cho người dân ngay. Sao mấy ông làm cổng sao không cũng gọi chính quyền đi làm luôn đi. Xong con đường xong đường hoàng về á. Chỗ nào cũng đất công ty, chỗ nào cũng đất lúc chúng tôi cũng là người nhân, chúng tôi là người tay chủ, chúng tôi dựa nhân dân có quyền làm chủ. Mấy ông làm là mấy ông làm một vừa cho chúng tôi xong với chứ. Chúng tôi nghe rồi mấy ông làm ở đây cho chúng tôi nghe cho chết luôn à. Đi chỗ nào cũng có công ty, đi chỗ nào cũng có công ty. Nói thật đấy. Các anh ơi, bây giờ chúng mình là mọi người giải tán đi. Mọi người giải tán đi, không chứ bây giờ. Nhưng bây giờ nó cũng muốn là nói chuyện. Cái người dân khổ nhất tại sao các chú cứ làm thế? Ông phải nên hiểu rằng là chúng tôi cùng là người dân. À, thế nó sai xuống thì phải đi làm. Ông sai sai, cho ông nó xuống vào đây ngay quyền quyết cho người dân chúng tôi cái. Thì người dân ta phải làm đơn đi lên cơ quan. Không, cái nào nó phải ra cái đó. Ai làm đơn? Ai làm đơn được? Thì chẳng lẽ ông làm cho chúng tôi à? Bây giờ ông lấy ông có cái gì? Tôi làm rồi, vào xã này xài cho quyết đâu? À sao ông quyết thế? Ông có tiền với ông giao cho xã thì xài cho quyết. Chúng tôi còn người nghèo cái này lấy đâu mà có tiền? Chúng tôi cùng đi làm thuê làm mướn thôi, đúng không? Ông đòn lên cảnh, nó khó lắm. Quá, tôi cứ dựa. Không, mưa gió, bọn em là mưa gió em cũng làm được. Bây giờ làm gì? Chứ tôi cày cho tôi con mì trong băng xào. Không có giữ chúng tôi biết không hay nữa. Không có nồi nổi, người dân không có. Em mới làm được, còn nắng là bọn em không làm được, không có trồng được cái gì hết. Mưa mà tranh thủ đi làm chứ, nắng bọn em tôi ở nhà hết. Đâu có ai muốn ở dưới nắng đâu, ai muốn ở trong sương. Ngồi trên ghế có tiền là bỏ túi. Đúng rồi. Đất công ty giờ để công ty là đất người dân, để cho dân là đó là chỗ khó khăn. Công ty là công ty cứ khoanh đi đó, cứ hàng rào đất đi. Công ty con anh á, hồi đó là có đào hết rồi, mương có luôn. Cái hồi làm á, bọn em làm á, 2004, 2005, 2001 cứ bảo là người đồng bào phá rừng. Không có đâu. Ngày mình là người nhà cả, không có ai là đồng bào, không có ai là kinh hết. Đúng. Đó. Rồi. Người ta muốn phân biệt là người dân tộc thiểu số phá rừng nhất đấy. Vậy là làm việc là phải làm cho chuẩn. Chứ còn bây giờ bên đông cùng cài nhau, bên đây cùng cài nhau, đi vãi chạm đánh nhau, rồi phải đi tù. Không có. Được cái gì cả. Con làm gì đúng không? Đó. Con em chưa. Còn cao nữa chứ, hàng thương chứ. Đó. Không có. Nên là bọn em chỉ nói thôi. Bọn em chưa đừng tới là đánh nhau hoặc có cái gì đấy. Này. Cái nào? Lắng nghe cái quay ạ, tôi nhớ tay hay coi thơ, kỳ thơ. Tay chú lướt nhu tay. Dạ. Rê nhu tay ta lộ. Con tụi tôi đã làm á, thì tụi tôi chẳng ngại một cái gì hết á.
không bao giờ ngày quận anh làm ngày là không bao giờ làm và pháp luật chứ không phải là bọn anh làm coi như là bọn anh đi cướp đất của dân các em hiểu không, mà đây là bọn anh làm là thì dùng như này pháp luật ông nào làm đất cướp quyền lâu rồi mình phải cho làm đi xong quận có xuống đây đấy đấy anh cho nói phép tất cả mọi người là một công ty đất nói chuyện với nhau đấy mọi người công ty người dân nào đấy đây là dân của nước này không phải là các ông đi nấn thiết hiểu không cái tôi lên trên ông nào sao lại không được biết đất này là đất của lâm trường lâm trường ngồi lại tháng nào năm nào phải coi này nhà nước người ta cấp mà có giấy tờ phải coi này hai bên để trước làm rừng này sao mấy ông gắn luôn được trước đi hả sao giờ mấy ông đòi lấy bây giờ chúng tôi mới cái đào tiếp đào này đây sợ mấy ông lốt mày không hiểu đi để tôi nói cho mày hiểu đây rồi nói đi bây giờ nhà nước giao rồi bây giờ ta phải coi lại này của ông tư năm nào này rồi cái này này nhà nước nó quân biên để lại làm này thì ta phải làm như nào để bên anh cũng thoải mái bên em cũng thoải mái rồi ở cái này này khả năng là đền bù cho anh được 5 triệu 3 triệu để mình ngồi mình thương lượng lại với nhau rồi đồng ý rồi là mình cầm tiền mình đi mua chỗ khác để mình sinh sống chứ không phải là mình phải ban bạc lại cho sao, sao ban này? Bạc rồi các anh làm quảng mấy thằng đó là lính rồi không biết không có gì ăn cho tôi đi chưa bàn bạc xong sao anh lại là, làm sao làm là làm cái cổng nếu như tao không làm này không gặp được tụi mày để nói chuyện được chưa sao không có bọn em bây giờ đây xuống sao cá không ăn sao không cậu không nói luôn đi thì bữa nay tao đi công tác đi mày nghe đồng hoàng còn gì cậu công tác tôi đi cùng mày tay cùng thấy tao nói mày đừng có cãi nhiều quá chứ lại không tôi không cài được bởi vì tôi nói cái đúng tôi không nói cái sai hiểu không thì mày đừng có cài mày phải nghe tao nói người nói cũng đúng ai nói cũng đúng hết á ai nói cũng đúng hết thì bây giờ cái này hiểu không ta cứ để này chưa cán gì hết mày hiểu chưa chưa cán gì hết gọi đây bởi vì cái này làm việc luôn bây giờ luôn nhà nước hoặc là mai kéo tên ông đó kéo ông bao xuống luôn bây giờ kéo đi cứ kéo ông rồi mai đến đây không nói nhiều bây giờ tao nói này ông bao luôn có tên mày có trách nhiệm mấy người mày mai xuống làm việc với anh cá dân luôn cá dân là rồi cả một người thế cũng được chứ con đồ mà xin đồ mà đất của tao đây đồ mà như được cháo đâu mà đồ mà thay cái danh như tao đâu đâu kêu cậu nhà nước đó luôn tên nào cái đó thì mày đi kêu đi chê đồ mày lên bọn anh cũng kêu được mà mắc gì bọn anh mà kêu hả tao biết tin việc của mày chứ nói vậy ai cũng đâu biết đâu ai cũng không biết thì mày đưa đi cái tên mà giàu đất cho ông ấy ai giải quyết ai là giờ người giàu đất xã nào huyện nào tỉnh nào đúng rồi đúng không xã phải có xã huyện phải có huyện tỉnh phải có tỉnh nhá đây có hỏi họ này đó nói chung là đất chưa làm được gì kia phải ngồi lại nói chuyện thôi cái con đường này chẳng mưa bọn em cứ làm không có mà bọn em mà chiếm đất của công ty là em bỏ lại hết em không dám cày không dám làm tới nhá đúng rồi được làm gì có làm cái gì nó không biết đó bây giờ đây này anh này thôi của công ty là nói này hay ai là cày bây giờ tụi tao cũng đi về mày cũng đi về mày lấy số điện thoại của tao đi không rồi có. Mày mày con em chưa về cả khi nào người ta giải quyết bọn em mới về à, thế thì cho tụi mày ở đó đây, ở đây mới tao mừng quá đúng rồi mừng quá rồi còn gì nữa đây mình về còn khi mình làm là được thằng nào giành đất mình thằng nào muốn đất lại chặt chân rồi chặt chân nhá chặt đi Rồi, em ta phá là không được. Đây, em cho nói này. Đó, ví dụ đó. Có đây, có được nhá. Đúng rồi. Con em chặt. Còn như bây giờ như đây, thì anh em mình cứ ngồi lại để chuyển đi. Tình cảm đi. Thế thôi. À, con đê tao nào. Quay lại con đê tao. Hôm nay em đang coi rồi. Bí kíp tôi thực hiện quậy. Thế anh. Sao cái đứa này thì bảy cái ba đi em này thằng nó động vào. Là đây quanh người của cho anh. Nó tại hết chưa? Thôi. Dạ. Nói chung là hủy hoại đấy. Hủy hoại là không hủy hoại đấy. Hả? Hủy hoại của ai? Đường này là của ai mà? Nói với mày này. Ý là bây giờ mình cứ ngồi lại không hiểu nè. Cho nên ui trồng cái này lên. Dạ nó. Thì đóng rồi. Em trồng cây mì lên. Đó. Em ơi, năm nay thu hoạch mì sẵn đi. Còn đất đây để bàn giao lại cho anh. Anh đem mua cho em một cái này lên. Và bàn giao. Là cả bàn giao. Ví dụ anh đang cày á. Em giảm đất vô, anh nói là chặt chân em. Có được không?
Mày chỗ em thì dặm bố. Không dặm bố. Đất này thì nó lầy nó lún. Xe cày em đi vào. Em thì né, né vào con đường của anh. Từ đó anh xử lý sao? Anh xử lý sao? Bây giờ đất của em, hiểu nè. Hiện tại là ngày xưa đến giờ. Bây giờ anh xử lý ta. Em phải canh tác để em mới có sống. Đúng rồi, anh tao mới có sống á. Anh tao mới có sống. Không có tác, thì bây giờ đi đi. Anh em bây giờ, thì dù như kế hoạch đến đâu, chỗ nào của Lâm Trương, của chỗ nào của em, phải kêu em lại đấy. Em ơi, chỗ này như, em lấy 10 nghìn nha. Em ơi, chỗ này em lấy 20 nghìn nha. Anh nói là... Mấy bà chàng ơi, cầm đặt cổng, 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 cầm đặt làm hết rồi sao mà mua? Mua hả? Bằng cơm để đói bụng này. Quân còn lại có bao nhiêu đâu? Ví dụ nha, anh đất của anh cày á. Đường của em lầy luôn. Xe em đi vào đất của anh. Giải quyết sao? Dần với công ty. Anh nói là chặt chân em. Ví dụ em chỉ đi thôi. Em sẽ nói ví dụ này. Nếu như quay đi. Đất của anh đúng không? Nha. Quay tầm tạ. Mặt trồng hóa màu lên, hóa tụi anh cái này lên. Rồi. Ai mà phá là không được với anh. Rồi. Đúng không? Từ bây giờ ai đi, trồng? Em đi thời máy á. Công ty bây giờ ai trồng? Cây cối. Thì công ty cho người xuống họ trồng nhé. Bây giờ có này chưa? Anh nói là trồng cái gì? Đất của anh. Phá cây này, phá cây kia. Giá mua đất của anh chặt chân. Câu đó anh không có chịu được. Bây giờ tao chỉ nói với mày lại một lần nữa cho nó kỳ này. Anh bảo đây, sau này đất anh xuống anh làm, anh trồng cây rồi mà anh giữ bao các loài là anh chặt chân, đúng không? Kể cả của em trồng rồi, rồi, anh sẽ nói nha. Rồi, kể cả của em trồng rồi, ai cũng bảo em chặt chân. Rồi, đúng không? Nhưng mà khi nào cũng hoạch sống. Cái này có thương lượng đến bu được hay không? Bây giờ ở đây mà cài nhau không thấy một cái gì hết. Cái này mới thấy. Cổng này có sao hết em? Không thoải mái. Cổng này ai đi ra thì thoải mái. Không nói gì hết. Cái cổng này là em phải mở rào đấy mà bộ dân mới về. Cái chỗ này là anh làm lại nha. Cái chỗ này là anh làm. Thì dù như ai có rầy nương đi con đường này cứ đi thoải mái có sao đâu. Em muốn nói là rào nó không có cho rào. Rào là đất của không, công ty đấy. Cái này có rào đâu. Rào đâu. Làm cái công ty đấy là rào đâu. Cái không hiểu à, cái này không phải rào. Cái này là làm một cái cổng. Cái cổng đó. Cái như là cái cổng. Khi nào rào đây thì mày mới nói. Khi nào nhà anh rào lại không đi được thì em mới nói. Còn nhà anh để này người dân là không thích. Người dân con đường này là 100 người, 1000 người ai cũng đi được hết. Không được phá. À, cái này là không được ai phá nha. Cái này là đường chung của xã hội. Cái này là đường chung của xã hội. Là mình cứ đi thoải mái. Anh hiểu chưa? Nhưng chỉ dùng như đất ấy, con đường này là mình cũng phải được. Còn đất thì dùng như ai mà dính vào của đất trong công ty. Tao vẫn phải tên là anh hiểu ý em nói chưa? Còn con đường này không được ai phá nếu làm tầng thì phá nha. Từ khi mà mở tầng không có tầng ống thôi. Rồi nói đây, nói bình tĩnh thôi. Đây bây giờ thế này, tôi nói yêu cầu này, nếu như con đường này mà tôi phá, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo pháp luật. Con đường này là con đường của chung, ai cũng đừng đi hết. Được, cái này công ty đã làm như ngay. Người dân 1000 người ai cũng đi được đường này hết. Không được ai cấm. Nhưng mà đi này. Anh bắt tay thế, còn bắt thế thôi chứ anh có biên bản không? Thì bây giờ đi này, ta nói xong rồi. Thì nếu anh em nhất trí cả thì ngày mai ta sẽ họp lại. Ta sẽ làm một cái biên bản. Cái đường đó là cái đường của công ty. Sau này không được ai cấm đoạn cả. Đó. Thì bây giờ ta về công ty. Về công ty. Công ty với anh có chuyên viên địa phương ở đây không? À được, thì ngày mai đi. Ngày mai tôi mời tới. Ngày mai anh mời tới đi. Không có mà mời. Thì bây giờ chỉ mời xã không thì làm sao được. Là được. Quyện tỉnh. Rồi. Mời hết. À. Giải quyết cho nó xong luôn. Thôi bây giờ đi về. Giải quyết ở đây không giải quyết ở đâu hết. Mày làm. Sao không hiểu? Bọn em hiểu. Sao không hiểu được? Đừng nói. Anh bị chém này. Ta bây giờ ta mần này á, nó còn lập luật nữa. Có chứ. Ví dụ như con đường này á, là ta sẽ mần một cái văn bản này. Đường này là giữa công ty và người dân có quyền sử dụng hết.
Bởi vì ta phải có đường mới đi làm được canh tác để mà ăn chứ. Đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Cho nên là thôi, đi về hết đi, được không? Chứ còn đi, bây giờ em nó trong mì này, thằng nào vô nhổ cổ tôi, em có chặt chặt lúc chặt ngay đấy chứ. Chẳng tha thì em trong mì rồi, khả năng em làm sao đấy thì triệu hay 1 triệu hay 100 triệu hay 200 triệu. Cảm thấy em đồng ý. Dân nói là không cho làm cổng, cứ thế thôi. Không, cái này không phải làm cổng đâu. Cổng chưa sao? Cái bây giờ là chưa, mai mốt sẽ cổng, sẽ có cổng. Hả? Trước là công ty trong cái số nó còn làm cổng này đó. Rảy dân dân vào công ty thì gọi. Bây giờ người dân đâu bây giờ thôi. Có người dân. Đâu là cái trách nhiệm của nhà nước giao đó. Thì công ty cũng không có quyền. Không phải có. Đất của dân nào có. Đất của dân thì như thế nào. Không phải nhà thì em có thể mãi. Biết là đất của dân. Đất của anh là anh nào. Thế xong quay luôn. Hả? Okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.